mặt rồi. Giúp tôi, giúp tôi, cướp cướp, tên cướp mang túi của tôi đi. Túi bị mất, tôi bị cướp. Cảnh sát, cảnh sát, tên cướp chạy rồi. Thôi con cùng nhảy xuống nào.
con. Con sẽ nhảy vào trong bể bơi. Ôi thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ lặn ở trong bể bơi, ở trong bể bơi, trong bể bơi. Ở dưới nước thì rất là tuyệt, nhưng con không biết phải làm thế nào. Con phải chơi an toàn ở trong bể bơi, ở trong bể bơi, trong bể bơi. Điều con cần làm là phải nín thở để lặn được ở trong bể bơi. Cùng bơi thoáng thích ở trong bể bơi, bơi lội thật là tuyệt. Cảm muốn nước bay vòng quanh bể bơi, con không biết phải làm thế nào. Đầu tiên con phải đạp chân lên xuống và quạt hai tay như thế này. Cùng bơi thoáng thích ở trong bể bơi, bơi lội thật là tuyệt. Con trượt vào trong bể bơi nào, vào trong bể bơi, trong bể bơi. Cảm muốn được trượt vào trong bể bơi, nhưng con không biết phải làm thế nào. Anh sẽ trượt vào trong bể bơi, vào trong bể bơi, trong bể bơi. Anh trượt vào rồi em sẽ theo, em thích chơi trong bể bơi. Chúng ta thích cùng nhau chơi đùa, mình thích chơi trong bể bơi. Tát nước bơi, lội trượt vào bể bơi, mình thích chơi trong bể bơi. Chúng ta chơi được chơi, chúng ta ăn trưa. Bơi lội một vòng thật là vui, học cách bơi an toàn ôi thật tuyệt. Bơi ở trong bể bơi. Cứu mèo và nhiều em bé khác. Còi báo hiệu của họ rất